Hello, xin chào tất cả các bạn, lại Đăng Huy đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với những podcast của DES. Vào tập podcast hôm trước thì Huy đã chia sẻ với mọi người về những cái định hướng khi mà các bạn còn học design dựa trên cái kỹ năng của mỗi người. Còn trong podcast này thì Huy muốn nói tới một vài những cái vấn đề của các bạn khi mà các bạn học hoặc là chọn một cái chương trình học graphic design ở trên thị trường. Rất là nhiều lần Huy quan sát thấy đó là khi các bạn mới vào học graphic design đó, thì các bạn chưa có thật sự hiểu lắm là cái ngành này là gì. Cho nên thường nó sẽ dẫn tới ba cái vấn đề chính. Thứ nhất, đó là các bạn sẽ rất là nhập nhằng với các mảng biếng design. Và tại vì nhập nhằng như vậy đó, cho nên các bạn không có tập trung hay đào đủ sâu vào một cái mảng nào đó. Cái điều này thì nó cũng dễ hiểu thôi. Tại khi mà các bạn mới bắt đầu ngành này, thì cái chương trình học của các bạn có thể nó sẽ rất là đa dạng với nhiều mảng biếng khác nhau, để các bạn có thể khám phá liệu là mình thích cái gì hay là mình giỏi cái gì. Tuy nhiên thì nếu mà một cái chương trình học nó quá là nhiều môn á, thì nó sẽ dẫn tới cái việc là những cái môn các bạn học nó không có đủ sâu và các bạn cũng không có biết được là mình nên theo cái gì hết. Cho nên thành ra là các bạn cũng không hiểu ra trường các bạn làm cái gì, và khi ra trường các bạn rất là bơ vơ và cũng không biết là xin việc ở đâu như thế nào. Và nó dẫn tới một cái nữa, đó là các bạn sẽ rất là thiếu tự chủ trong những cái việc phát triển bản thân. Tại vì cái gì các bạn cũng học hết. Thành ra là khi mà các bạn thấy cái này hay, cái mảng kia cũng hay, thì các bạn học mỗi thứ một chút. Rồi cuối cùng thì các bạn có những cái bộ kỹ năng nó đa dạng, tuy nhiên nó lại hơi khó xài. Thì thà là các bạn rất là đa dạng trong cái kỹ năng của các bạn, thì các bạn cái gì làm cũng được hết, thì nó sẽ có giá trị. Nhưng mà nếu các bạn cái gì cũng biết nhưng mà nó lại không có đủ sâu và nó chỉ ở trên bề mặt thôi, và các bạn sẽ không trở thành một cái chuyên gia trong cái mảng đó, thì nó sẽ rất là sai. Thì cái này là tùy định hướng của các bạn. Một là chuyên môn, hai là đi rộng. Thì dù các bạn chọn cái nào thì các bạn cũng phải hiểu đó là cái hướng mà các bạn phải theo đuổi, chứ không có được nhập nhằng giữa một người chuyên gia và một người làm full stack. Thứ nhất, các bạn rất là dễ nhầm lẫn giữa graphic design và 3D. Với một số người thì sẽ tính 3D là nằm trong graphic design luôn. Tuy nhiên với Huy thì do cái tính chất của graphic design và 3D nó rất là khác nhau, cho nên là Huy không có tính 3D nó nằm trong graphic design. Cho dù có một vài chương trình học thì có cả 3D ở trong chương trình học thiết kế đồ họa. Thì như thế này, Huy nghĩ học 3D nó sẽ là một cái điểm khá là hay nếu mà các bạn đã rành graphic design rồi và đã biết được cái hướng các bạn là cái gì, thì 3D nó là một thứ bổ trợ. Tuy nhiên nếu mà các bạn mới vô học á, thì các bạn chỉ nên chọn một là 2D, hai là 3D, chứ đừng có đi giữa hai con đường xong rồi cái gì cũng học một chút, cái này một chút, cái kia một chút, thì nó không có đủ sâu. Thì tại sao mà Huy không tính 3D vào graphic design? Thì đây là năm cái nguyên do. Thứ nhất, với thiết kế đồ họa hay graphic design thì các bạn sẽ làm việc trên môi trường 2D. Các bạn sẽ làm việc với những cái poster, những cái logo hay là những cái biển hiệu, bản hiệu. Còn với 3D, các bạn sẽ làm việc với lại môi trường không gian 3 chiều. Giống như là toán số với toán hình vậy đó, nó không có liên quan với nhau. Có những người thì họ giỏi toán số hơn, có những người thì họ giỏi toán hình hơn. Thứ hai, đó là graphic design. Mình sẽ tập trung vào cách lựa chọn, bố trí các yếu tố thị giác để truyền tải thông điệp. Các bạn phải hiểu được về truyền thông, về quảng cáo, để các bạn có thể bố trí những cái tiêu đề hay là những cái con chữ nó phù hợp và chọn những cái màu sắc nó truyền tải được đúng với thông điệp. Còn với 3D thì các bạn sẽ tập trung vào kiến tạo vật thể, cảnh vật có chiều sâu. Có nghĩa là các bạn sẽ tả thực nhiều hơn đấy. Có thể nói một cách dân giả là như vậy. Cái lý do thứ ba, đó là với graphic design, chúng ta dùng trong ngành truyền thông quảng cáo rất là nhiều. Với 3D thì các bạn sẽ làm việc nhiều ở trong những cái ngành game, phim, kiến trúc hay là thực tế ảo. Tất nhiên là với 3D, các bạn có thể làm phim 3D để quảng cáo. Tuy nhiên thì không phải cái phim quảng cáo nào nó cũng sử dụng 3D. Mà 3D ở trong phim quảng cáo thì nó cũng phải đi theo một cái hướng nhất định. Và 3D nó là một cái yếu tố bổ trợ, chứ các bạn sẽ không học về truyền thông ở trong 3D. Lý do thứ tư, đó là
ở graphic design các bạn sẽ học những cái kiến thức về truyền thông quảng cáo, bố cục, typography, màu sắc. Trong khi về 3D thì các bạn sẽ học về những thứ như là bề mặt, là ánh sáng, những cái chuyển động, làm sao để mà các bạn có thể tạo ra những cái sản phẩm 3D nó bắt mắt và nó sống động nhất. Thì đây là hai cái kỹ năng rất là khác nhau. Có thể nói nó giống như một kỹ năng về kỹ thuật nhiều hơn và một cái là về truyền thông, về quảng cáo nhiều hơn. Và cuối cùng đó là graphic design, thì thường chúng ta sẽ nhắm vào cái việc truyền tải thông điệp ngay lập tức. Có nghĩa là khi một khách hàng nhìn vào logo hay là nhìn vào cái bao bì thì khách hàng phải cảm thấy được cái sự khác biệt và cảm nhận được nó truyền tải được cái thông điệp gì ngay lập tức. Trong khi 3D thường chúng ta sẽ nhắm vào việc tạo ra một cái trải nghiệm nó sống động và truyền tải các cái thông điệp phức tạp hơn có liên quan. Và với graphic design với 3D thì đây là hai cái mảng lớn, thành ra là khi học á, thì cũng chỉ nên chọn một là graphic hay là hai là 3D. Và ở trong đây thì Huy có list ra một vài những cái mảng miếng của ngành graphic design và 3D. Thì trong graphic design á, nó có những cái thứ có thể kể tới như là nhận diện thương hiệu, hay là thiết kế trải nghiệm người dùng, advertising, quảng cáo, hay là chuyển động, hay là bao bì. Thì mỗi cái Huy để ở đây á, nó đều là những cái nghề riêng hết. Ví dụ cái người làm nhận diện thương hiệu thì ít khi nào mà có thể làm được trải nghiệm người dùng. Và cái người làm trải nghiệm người dùng cũng rất là ít khi nào làm được bao bì hay là làm được chuyển động. Nó là những cái thứ rất là khác nhau. Và trong công việc thì các bạn chỉ cần đào sâu vào một trong những cái này thôi là các bạn đã có thể có được những cái công việc rồi. Còn về 3D nó cũng như vậy. Là khi các bạn học 3D, các bạn cũng sẽ phải đào sâu vào modeling hoặc là animation, hay là những cái chuyển động rigging hay là render. Thì nó có rất là nhiều mảng miếng khác nhau như vậy, cho nên là không có ai có thể vừa học 2D mà vừa học 3D được hết. Học thì vẫn học được đó, nhưng mà chắc là nó rất là khó và cần một cái người tài năng xuất chúng. Cho nên bình thường ở trên thị trường thì những cái chương trình đào tạo nó cũng chỉ một là dạy các bạn 2D và hai là dạy các bạn 3D. Còn dạy cả hai thì cũng được, nhưng mà cái thời gian nó sẽ rất là lâu và nó đòi hỏi các bạn phải có một cái sự cam kết cực kỳ nhiều với lại cái đam mê đó. Cho nên sau đây là một vài lời khuyên tổng kết lại. Thứ nhất là trước khi mà các bạn học á, hay là các bạn tìm hiểu, thì các bạn hãy lựa chọn 2D hoặc 3D ngay từ đầu trước để mà mình có thể thu hẹp được cái mảng miếng mà mình học và mình nghiên cứu. Cho dù là bạn chọn 2D hay 3D thì nó cũng có rất là nhiều mảng, cho nên là hãy tập trung trước, nếu không hợp thì hãy đổi sau. Thứ hai là các bạn hãy cố gắng khám phá các mảng miếng bên trong ngành đã chọn trước và đầu tư vào một cái mảng. Có nghĩa là các bạn sẽ quyết định học 2D chẳng hạn, thì các bạn hãy xem xét học những cái thứ về nhận diện thương hiệu, trải nghiệm người dùng, hay là bao bì, hay là motion, chuyển động trước. Và cuối cùng đó là các bạn đừng chỉ dựa vào cái chương trình học ở trường hay trung tâm của các bạn, mà các bạn hãy đi cái con đường riêng của mình dựa trên những cái gì mà mình muốn hay là những gì mà mình thích. Tại vì thường thì những cái chương trình học ở trường các bạn nó sẽ dạy bao quát những cái nền tảng trước, và những cái nền tảng này á, nó chỉ ở đó để phục vụ cho cái mục đích là hướng các bạn làm sao để mà khai phá được cái tiềm năng của các bạn, để các bạn có được cái kiến thức nền tảng để mà nghiên cứu tiếp. Thì một cái trung tâm hay một cái trường nó làm được điều đó thì Huy đánh giá nó đã là thành công lắm rồi. Cho nên là các bạn phải làm cái việc còn lại. Các bạn có nền tảng rồi, các bạn hiểu được rồi, thì các bạn phải tự chọn cái con đường riêng cho mình, xem là mình hợp với 2D hay 3D và phát triển tiếp. Có thể nói cái sự thành công của một người graphic designer ấy, nó chỉ nằm đâu đó là 20-30% do cái trường thôi, nhưng mà 70% còn lại là do chính các bạn. Và ở DS Huy cũng quan niệm như vậy. DS ở đây chỉ để giúp các bạn khai phá tiềm năng, còn những cái con đường chuyên sâu hơn thì cái đó là tương lai của các bạn. Tại vì dù sao các bạn học ở trường hay trung tâm nó cũng chỉ có tầm 1-2 hay là cao lắm thì cũng 3 năm thôi. Cho nên là sau đó là nguyên một cuộc đời dài mấy chục năm còn lại. Thì liệu các bạn có đủ cái kiến thức nền tảng hay là cái lửa để mà đi theo nghề hay không? Rồi, cảm ơn các bạn và Huy mong podcast này
nó sẽ cho các bạn được một cái insight gì đó về đào tạo và về lựa chọn ngành. Những cái podcast sau thì Huy sẽ nói rõ thêm là làm sao để biết được là bạn hợp với cái ngành nào. Chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.